Em xin chào anh em nha. Hôm nay em mới về được một số mã hàng nha anh em. Đó, hôm nay em về được một số mã hàng cho anh em mình nha. Có cái mài cưa gỗ luôn nha anh em, mài lưỡi vào luôn ha, đầy đủ cữ luôn nha, nha anh em. Đó, mài nước mini sử dụng gia đình ha, cưa trượt nha. Thì bên em dòng cưa trượt cũng khá là nhiều nha. Thì đó, anh em nào mình cần cưa trượt là loại nào thì anh em mình inbox riêng cho em thì em gửi mẫu cho anh em mình xem ha. Đấy. Bây giờ em lên một số mặt hàng nhỏ nhỏ cho anh em mình trước ha. Đó. Hôm nay thứ hai đầu tuần ha, chúc anh em mình tuần mới ha, mua mai bán đắt nha, công việc thuận lợi ha anh em ha. Đó, số mặt hàng nha. Thì em cũng cảm ơn những cái clip vừa qua thì anh em ủng hộ bên em cũng khá là nhiều nha. Đó, còn anh em nào ủng hộ bên em lâu, máy móc bên em lâu thì em cũng cảm ơn rất là nhiều luôn nha. Đó, đã đăng ký kênh của em ha, like share cho em nha, em cũng ủng hộ sự thương yêu của anh em nha. Đó. Bây giờ em đầu em lên máy cho anh em mình ha. Tiên em lên cho anh em mình mã số 1 trước ha, là một con máy mài nha anh em, của Makita nha. Đây, đầu tiên ngày hôm nay em lên cho anh em mình một con máy mài của Makita ha. Đó. Bây giờ em xin đọc mã số 1 ha anh em ha. Cái này là mã số 1 nha. Thì Makita mã của là 9553NB nha anh em. Điện là điện 100V ha. Con này công suất là 710W nha. Dòng tua là 11.000 dòng trên phút nha anh em. Đó. Ngoại hình của máy ha. Thì cái con này cái đầu của nó thì vỏ nhôm á anh em. Thì nó mưa nắng thì nó không có gì. Phía trên đây nó không được đẹp ha, nhưng mà phía vỏ của nó là khá là đẹp luôn nha anh em. Đó. Điện 100V ha, con tắt chuột phía trên nha. Giờ em test máy cho anh em mình xem ha. Xài đá 100 nha anh em. Ok luôn nha, mã số 1 ha. Thì con mã số 1 này em bán với giá là 450k nha anh em. Đó, bao gồm phí vận chuyển ha. Thì bên em là ship code có cọc nha anh em. Đó, anh em mình ủng hộ bên em thì anh em cũng biết mặt hàng bên em nha. Đó, 450k là bao gồm phí vận chuyển nha, ship code có cọc nha anh em. Đây, thì em lên đầu tiên là mã số 1 nha. Đây, mã số 1, 450k. Tiếp đó mà em lên cho anh em mình là một con cưa gỗ và cắt gạch mini nha anh em. Thì cái con này của Makita nha. Đây ngoại hình của máy nha anh em. Đó. Ngoại hình của máy nha. Đó, thì cái con này là mã số 2 nha anh em. Mã số 2 nha. Đây, em con máy này em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Makita mã là 4200N nha anh em. Điện là điện 100V ha. Công suất là 1050W nha. Dòng tua là 11.000 dòng trên phút nha anh em. Thì con máy này nó xài lưỡi là lưỡi từ 105 đến 101 nha anh em. Thì cái này là đi theo máy này đang là lưỡi cưa gỗ nha anh em. Còn nếu anh em mình muốn cắt gạch đó, thì anh em mình cứ hai lưỡi cắt gạch vô ha. Thì cái máy này mình xài được cưa gỗ được, cắt gạch được, nhỏ gọn cho anh em mình luôn nha. Đó, đây mặt đế của máy nha anh em. Đó, giờ em test máy cho anh em mình xem luôn nha. Thì con máy này còn khá là đẹp luôn nha anh em, đẹp là 90% luôn nha. Mã số 2 nha, cưa gỗ được, cắt gạch được nha. Thì anh em mình cái lưỡi này đi theo thì em có nói ha, cưa gỗ nha, còn cắt gạch thì anh em mình cứ thay lưỡi cắt gạch vô bình thường thì anh em mình cắt thôi ha. Đó.
máy hoạt động là ok luôn nha anh em. Đó, dạng nhỏ gọn ha, này là lưỡi tắt mốt rồi nha anh em. Đó, mã số 2 ha. Thì con mã số 2 này, con cưa gỗ cắt gạch này mã số 2 là 400k nha anh em. Thì 400k này là bao gồm phí vận chuyển ha, ship code là có cọc nha anh em. Đó, giúp em ha, điện 100V nha. Em lên tiếp cho anh em mình là một con mã số 3 nha anh em. Mã số 3 này là cưa gỗ Makita nha anh em, lưỡi 165 nha. Đó, đây em quay phía sau cho anh em mình xem nè. Anh em nào thì cái này em quay trên clip đó, do là nhiều máy quá thì em quay sơ thôi ha. Thì anh em mình thích mã nào thì anh em mình cứ inbox em nha. Zalo em là 0903693178 ha. Trang Trịnh nha, Facebook thì cũng là Trang Trịnh luôn nha anh em. Đó. Thì anh em mình cần mã nào mà chi tiết máy á, thì em gửi qua cho anh em mình clip test máy riêng cho anh em mình xem cho dễ nha. Đó, thì trước anh em mình chốt thì cho anh em mình xem test máy trước clip rồi ha. Đó, này là lưỡi 165 nha anh em. Giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Makita mã là M560 nha anh em, điện là điện 100V ha, công suất là 950W nha, dòng tua là 4.700 dòng trên phút nha anh em. Đó, xài lưỡi là lưỡi 165 nha. Con này là đẹp hơn 90% luôn nha anh em. Đế của máy nha. Đó, giờ em test máy nha. Đó, ấn từ là khá nhạy luôn nha anh em. Lưỡi zin luôn nha anh em. Lưỡi Makita zin theo máy luôn nha. Lưỡi không có mẻ gần nào luôn nha. Bên em mà lưỡi mà zin á mà có mẻ một găng hay găng gì thì em cũng sẽ nói cho anh em mình nha. Còn này là lưỡi này không có mẻ găng nào nha. Đó, thì em buôn bán em sao em nói vậy cho anh em mình dễ ha, nói đó, cho dễ nha. Rồi hình của máy ha, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Con này đẹp hơn 90% nha. Lưỡi 165 ha, thắng từ đầy đủ nha anh em. Đó, lên tiếp cho anh em mình là một con mã 4 nha anh em. Mã 4 này là một con phay gỗ nha. Phay gỗ này là xài mũi là mũi 6 ly nha anh em. Thì về đây mình em tặng cho anh em mình một cái gọ để anh em mình sử dụng được mũi 6 ly 3 cho thông dụng nha anh em. Đó, cái này là lưỡi mũi 6 ly thì của Makita. Bây giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Makita mã là 3701 nha anh em, điện là điện 100V nha, công suất là 380, dòng tua là 30.000 dòng trên phút nha. Thì xài mũi này là mũi 6 ly, mũi thông dụng nha, nhưng mà em tặng cho anh em mình một cái gọ để xài mũi 6 ly 3 cho anh em mình dễ nha anh em. Đó, đây ngoại hình của máy nha. Giờ em test máy cho anh em mình xem nha. Con tắt phía trên nha anh em, này là mã số 4 nha. Số 4 nha. Thì con mã số 4 này thì em có tặng kèm gọ nha anh em, để anh em mình xài được mũi 6 ly 3 nha. Đó, thì khi anh em nào mình có chốt máy này thì em gửi kèm cho anh em mình cái một cái gọ nha. Thì mã số 4 này em bán với giá là 700k nha anh em. 700k là bao gồm phí vận chuyển ha. Đó, ship code thì có cọc nha anh em. Đây, hình của máy nha. Tiếp cho anh em mình là mã 5 nha anh em. Mã 5 này thì em là một con bào gỗ nha. Ngoại hình con này khá là đẹp luôn nè, để em quay vòng máy cho anh em mình xem nè. Đó, ốc vít là anh em thấy là còn 7 màu luôn nha anh em. 7 màu luôn nha, lưỡi 82 nha. Bây giờ em sẽ đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Makita mã là 1900B nha anh em, điện là điện 100V nha, công suất là 480, dòng tua là 15.000 dòng trên phút nha anh em. Đó, mặt
đế của máy nha anh em, còn mới khen luôn nha, có anh em thấy 7 màu luôn nha. Thôi, hình của máy ha, giờ em test máy cho anh em mình xem nha. Thì cái dòng 1900B này thì nó không có thắng từ nha anh em. Đó, đây. Đẹp là 95% luôn nha anh em. Đó, con bào này khá là đẹp. Nếu anh em nào mà mình thích mà loại bào gỗ nó không có thắng từ thì con này khá ok nha. Có loại có người thì có anh em thì thích có thắng từ, có anh em thì không thích thắng từ nha. Đó thì cái con này là em nói trước không có thắng từ nha anh em. Mã số 5 nha. Mã số 5 này thì không có thắng từ là giá 800k nha anh em. Đó, bao gồm phí vận chuyển nha. Ship có thì có cọc giúp em nha. Thì em nói chuyện có hơi nhỏ thì anh em mình cứ nói nha anh em. Em lên tiếp cho anh em mình là một con mã số 6 nha anh em. Mã số 6 này là cưa gỗ nha. Đây. Cưa gỗ nha, cưa gỗ Makita mã số 6 nha. Mã số 6. Ngoại hình của máy nè anh em. Đó, em quay cận cho anh em mình xem nha. Mã số 6 này em xin đọc thông số máy luôn nha. Makita mã là 5806BA nha anh em. Điện là điện 100V nha. Công suất là 1050W nha. Dòng tua là 4700 dòng trên phút nha anh em. Thì máy xài lưỡi là từ 180 đến 190 nha anh em. Đây, lưỡi này là lưỡi zin theo máy luôn nha anh em. Thì hàng bãi thì cái lưỡi này do là mưa nắng á thì nó hơi bị bong bong, anh em mình về cắt vài lần là nó đẹp lại nha anh em. Đó, sao có nghiêng 45 độ nha. Lưỡi zin nha anh em. Mặt đế của máy nè, đó còn khá là đẹp luôn. Chỉ lưỡi mà hơi đen đen. Thì hàng bãi thì đôi khi nó chì xước hay là lưỡi nó hơi năm năm là chuyện bình thường đó anh em. Đó anh em mình xài hàng Nhật, hàng bãi thì cũng biết rồi ha. Giờ em test máy cho anh em mình xem luôn nha. Nhại luôn nha anh em. Đó, lưỡi 190 nha. Thì anh em mình cần tìm lưỡi 190 thì con này cũng khá ok nha. Thắng từ khá nhại, ngoại hình đẹp còn khá đẹp nha. Đó. Mã số 6 nha anh em. Mã số 6 này em bán với giá là 700k nha. 700k thì em bao gồm phí vận chuyển ha, ship code có cọc nha anh em. Bên em là chuyên điện là 100V nha. Còn cái nào mà lâu lâu em có vô vài con 220 thì em sẽ nói nha anh em. Anh em mình dễ ha, nhưng mà bên em thì chiên có 100V thôi ha. Rồi em lên tiếp một con cưa gỗ nữa, cũng là Makita luôn. Đây, cưa gỗ Makita lưỡi ha, 190 luôn nha anh em. Thì con này còn khá là đẹp luôn nha, màu đó là màu xám nha. Đây, bây giờ em xin đọc thông số máy nha. Makita mã là 5812A nha anh em. Điện là điện 100V ha. Công suất 1050W nha. Dòng tua là 4700 dòng trên phút nha anh em. Thì con máy này xài lưỡi là lưỡi 190 luôn nha anh em. Đó, mặt đế của máy nha, còn khá là đẹp luôn nha. Cái lưỡi này là lưỡi đen nha anh em. Lưỡi màu đen đó, không có mẻ răng nào hết nha. Thì bên em bán máy thì có sao em nói vậy nha, nếu mà lưỡi mà zin theo máy mà có mẻ một găng hai găng em cũng sẽ nói cho anh em mình biết nha, sẽ dễ nha. Đó, giờ em test máy cho anh em mình xem nha. Đó, thắng từ khá nhại luôn nha anh em. Mã là mã số 7 ha. Thì con mã số 7 này thì cái ngoại hình của nó thì nó hơi bong bong rồi nè. Đó, thì hàng bãi thì nó hơi chạy xước cái vỏ ngoài chuyện bình thường ha anh em ha. Đó, máy móc vào và không ok hết nha. Lưỡi 190 nha. Mã số 7. Mã số 7 này giá là 750k nha anh em. 750k này là em bao phí vận chuyển nha. Ship có thì có cọc giúp em nha. Đó, còn khá là đẹp luôn. Lưỡi 190. Rồi em lên tiếp cho anh em mình là một con bắn vít nha anh em.
Ống vít này là có thùng luôn nha. Anh em thì hàng có thùng thì em để thùng, có tặng cái gì thì em cũng để kèm cho anh em mình hết, cho em không có giữ lại làm cái gì hết nha. Đó, anh em mua hàng bên em thì cũng biết em có nó tặng cái gì thì em để hết, cho em không có giữ lại làm cái gì hết. Nhiều khi em còn anh em thiếu thì em còn có, nếu mà nhà em có em cũng gửi cho anh em mình cho đủ đồ nha. Đó, thì một con bắn vít của Makita nha anh em. Đây, bắn vít Makita mã là 6950 nha anh em. Điện là điện 100V nha, công suất là 300W nha. Dòng tua là từ 0 đến 22.000, từ 0 đến 3.000 vòng trên phút nha anh em. Đây, dạy đến máy cho anh em xem. Có điều tốc trên cái công tắc anh em, thì khi mình bóp nhẹ thì nó là nhẹ nè. Chiều dưới đây nè anh em. Thắng từ luôn. Không dứt nha. Đó. Có điều tốt không anh em, thì điều tốt khá nhuyễn nha, thì anh em mình hoạt động nhẹ thì máy hoạt động nhẹ nha, bấm nhẹ thì máy hoạt động nhẹ nha. Đó, mã số 8 nha. Thì con mã số 8 này em bán với giá là 850k nha anh em. Đó, bao gồm phí vận chuyển nha, ship rất là có cọc nha anh em. Đó, ngoại hình là còn khá là đẹp luôn nha. Có nút, có công tắc đảo chiều dưới đây nha anh em. Đó, có thùng nha. Mã số 8 nha. Rồi, em lên tiếp cho anh em mình là một con máy phay nha anh em. Một con máy phay gỗ nha. Phay gỗ này xài mũi là 12 ly 7 nha anh em. Đó, 12 ly nhưng mà em tặng cho anh em mình một cái gọi về cho anh em mình xài cho mũi 12 ly 7 cho thông dụng nha anh em. Đây, ngoại hình của máy nha. Đó, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Bây giờ em giới thiệu cho anh em mình nha, thông số nha. Thì con máy này em xin đọc thông số máy cho anh em mình nha. Makita mã là 3612 nha anh em. Điện là điện 100V nha. Công suất là 1430W. Dòng tua là 22.000 vòng trên phút nha anh em. Đó, con máy này nãy em có nói nha, là xài em tặng cái gọi là cho anh em mình sử dụng được mũi 12 ly 7 nha anh em. Phay hai tay nha. Đó, ngoại hình của máy nha anh em. Con này khá là đẹp luôn nha. Giờ em tiếp máy cho anh em mình xem nha. Thắng từ là khá ngại luôn nha anh em. Đây, con phay gỗ có thắng từ luôn nha anh em. Đó, ngoại hình của máy nha. Thì khi anh em mua máy em tặng cho anh em mình kèm một cái gọ nha. Có cái gọ này về anh em mình sử dụng được mũi 12 ly 7 nha anh em. Đó, con này là mã. Con này mã 14 nha anh em. Đó, thì cái này cái clip này em lên nhầm cái con 14 lên trước nha, 8 tới 14. Thì em sẽ quay thì anh em mình cứ thích cái mã nào thì anh em mình cứ inbox mã đó giúp em nha. Thì xung quanh nó cũng chỉ mấy mã em có chụp đó. Thì này mã 14 nha, thì 2,4 triệu nha anh em. Mã 14 là 2,4 triệu nha. Đây.
cỏ 14, thay gỗ 2,4 triệu. Nên lại cho anh em mã số 9 nha. Mã số 9 này là một con cắt bê tông nha anh em, cắt bê tông, cắt gỗ gì cũng được, nhưng mà chiên của nó thì bê tông nha anh em. Đó. Bây giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Cái này là mã số 9 nha anh em, thì một tí em cũng sẽ lên lại cái mã 14 tiếp nha anh em. Em mới sơ tại nãy em lên nhầm cái bóc nhầm cái mã 14 nha. Đây là mã số 9 là 8-9 nha. Makita mã là 4107G nha anh em. Điện là điện 100V nha. Công suất là 1.400, dòng tôi là 5.000 dòng trên phút nha. Đó, ngoại hình của máy là còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó. Đây. Ngoại hình của máy nha. Con này mã số 9 nha anh em. Cắt bê tông. Cắt gỗ cũng được, anh em mình lắp lưỡi cắt gỗ thì anh em mình cắt gỗ cũng được nha. Đây, thì giờ em test máy cho anh em mình xem nha. Bê tông Makita nha. Ngoại hình của máy nha anh em, mã số 9 nha. Lưỡi thôi là còn khá là đẹp nha, lưỡi này theo máy luôn nha anh em, lưỡi cắt bê tông theo máy luôn nha. Ở lưỡi zin á. Đây. Khá là đẹp luôn nha. Giờ em con mã số 9 này thì em bán với giá là 1,2 triệu nha anh em. 1,2 triệu là bao gồm phí vận chuyển nha, ship code và có cọc nha anh em. Đó. Em xin lỗi anh em mình nha, nãy là em lên nhầm cái mã 14 trước nha. Đó, này mã số 9. Một con cắt bê tông. Thì anh em mình cứ thích cái mã nào á, anh em mình cần chi tiết á, máy á, thì anh em mình cứ nói mã đi, nếu em còn thì em bóc cho anh em mình nha, cho dễ nha. Em gửi chi tiết máy, hình ảnh rồi clip test rồi review cho dễ. Rồi, em lên tiếp mã số 10 nha. Mã số 10 là một con cưa lọng nha anh em, cưa lọng Metabo nha. Cưa lọng. Bây giờ em cưa lọng Metabo thì giờ em đọc cái thông số máy cho anh em mình luôn nha. Metabo mã Metabo. Con này điện zin của nó là 230 nha anh em. Công suất là 570 nha. Dòng tua là 3.000 dòng trên phút nha anh em. Thì con này cưa lọng này là điện 230 nha. Thì anh em mình sử dụng điện nhà hay anh em đi công trình điều tiện cho anh em mình nha. Đó. Có vô một con điện 230 nha, 230 cũng như vậy nha anh em. Thì con máy này nó có điều tốc luôn nha anh em. Đây, nó có điện tốc luôn nè. Điện này là anh em mình về anh em mình sử dụng điện nhà hay đi công trình đều ok nha. Đó, có đá lưỡi bên đây luôn nha anh em. Điều tốc là 6 số nha. Để em test máy cho anh em mình xem. Điều tốc là 6 số ha. Đó. Điện 230 nha. Thì sử dụng điện nhà hay công trình nha. Con này là mã số 10 nha anh em. Mã số 10 này là em bán với giá là 1,2 triệu nha anh em. Điện 220 nha. Giá 1,2 triệu. Thì bao gồm phí vận chuyển nha, ship code là có cọc nha. Thì có shop con này vô là điện 220 nha anh em. Đó, anh em mình cần mình xài gia đình hay là mình đi công trình đó mà mình không có
cái cục biến thế đó mình muốn xài điện này thì có điện 230 em. Rồi em lên tiếp cho anh em mình là một con máy mài nha anh em. Thì anh em nào mà mình cần cái tìm cái máy mài mà cái mài nước á, mài dao kéo rồi mà xài gia đình á, nhỏ gọn rồi á, thì con này là đây hiệu là Top Con nha anh em. Thì con này thì nó mắc cái thông số rồi, thì em chỉ đọc những cái gì mà em biết thôi nha anh em. Điện của nó là điện 100V nha. Con này mã số 11 nha anh em, điện 100V. Công suất thì con này tầm mấy chục watt à. Đó, thì đá của nó là đá đứng vậy nè anh em. Đây em quay chọn cho anh em mình xem. Thì đá này đá zin theo máy luôn nha. Thì cái này anh em nào mình xài gia đình mài dao kéo rồi đó anh em. Con này cũng khá là ngọt ha. Nước thì nó chảy ở dưới đây nha anh em. Đây, ở cái chỗ vàng vàng là nước chảy dưới đó nha anh em. Nó thoát nước nha. Đó. Đá thì nó hơi mẻ mẻ là chuyện bình thường nha anh em. Hàng bãi thì nhiều khi về nó bị cắn đồ đá đồ là bình thường. Đó. Điện là điện 100V nha. Cái này nó về nguyên cái thùng vậy đó anh em. Nó cũng khá là an toàn nha. Mình mãi đây thì mình nó ra nửa cục đá vậy đó anh em. Đá là còn khá là dày luôn nha. Đó, thì giờ để em test máy cho anh em mình xem. In Japan luôn á anh em. Đây. Made in Japan luôn nha. Thì nó có một cục đá gì thôi nha anh em. Thì anh em mà mình là dao kéo rồi đó thì ok, giá thành nó cũng ok luôn. Đó. Mình bỏ miếng nước lên đây rồi mình mài thì cái nước nó thoát theo đường đó đó anh em. Đó, mã 11 nha anh em. Con này mã 11 nha. Mã 11 này em bán với giá là 1,1 triệu nha anh em. Có 1,1 triệu là bao gồm phí vận chuyển nha, ship code là có cọc nha anh em. Mã 11. Rồi em lên tiếp cho anh em mình là một con mã 12 ha, ghép mỏng bánh quy nha anh em, full thùng nha. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng nha. Đây, ghép mỏng bánh quy full thùng luôn nha, mã 12 nha anh em. Con ghép mỏng bánh quy này là mã 12 nha. Đó. Mã 12. Để em lấy cái thùng ra rồi em quay máy cho anh em mình xem cho dễ nha. Đây, nó còn túi bụi nè ha anh em. Catalog rồi luôn nha. Đó. Cái cây mở khóa ghép mỏng bánh quy máy mới 100% full thùng. Rồi, điện 100V nha, này chưa qua sử dụng nha anh em. Đó, của VOB nha. Giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Ô con này điện zin của nó là 240 anh em. Thì mình sử dụng điện nhà hay đi công trình đều tiện nha anh em. Đó này, điện zin 220-240 nha. GOB mã là EBZ900GG nha anh em. Điện là điện 220-240V nha. Công suất là 600W nha. Dòng tua là 13.000 dòng trên phút nha anh em. Đó. Điện này là anh em mình đi sử dụng điện nhà hay đi công trình đều tiện cho anh em mình hết nha. Đó, nó cũng thùng luôn nha anh em, của GOB nha. Ghép mỏng bánh quy. Để em ghim điện á nha anh em.
động là ok luôn nha anh em. Đó, máy này máy mới 100% chưa qua sử dụng luôn nha, của Ryobi nha. Thì cái dòng này điện 220, 240 nha anh em. Đó, mình đi công trình sử dụng điện nhà được tiện hết nha, Ryobi. Túi bụi đồ đầy đủ nha anh em, catalog đồ còn luôn nha. Đó, full thùng nha, máy mới 100% luôn. Đó anh em mình lâu lâu về được một con điện zin 220, 240 ha, full thùng cho anh em mình luôn nha. Đó anh em nào yêu quý full thùng, cho anh em mình cần chi tiết máy nào thì anh em mình bóc em ha, em gửi chi tiết máy cho dễ. Em lên tiếp cho anh em mình là một con khoan bàn mini nha. Thì con khoan bàn mini này thì nó cao chỉ có 4 tấc thôi nha anh em. Đó, anh em nào mà mình làm mà lồng chim đồ nhỏ nhỏ đó ha. Đây, là hình của máy. Con này là mã số 12 nha anh em. 13 nha. Con Ryobi đó là mã 12, đó là giá 1,5 triệu nha anh em. Đây. 1,5 triệu nha. Bao gồm phí vận chuyển nha, ship code có cọc nha, mã 12 là 1,5 triệu nha anh em. Rồi em lên tiếp cho anh em mã số 13 nha. Mã số 13. Mã số 13 này mã của nó là tên của nó là Powersonic nha, mã là MDP-100 nha anh em. Điện là điện 100V nha. Công suất là 100W nha. Dòng tua là từ 5.000 đến 9.000 dòng trên phút nha anh em. Thì nó có 3 cấp độ ha. Thì từ 5.000 đến 9.000 dòng nha. Đó, 5, 7, 9 nha. Đó, cao 4 tấc 40 xăng nha. Giờ em test máy cho anh em mình xem. Công tắc là phía hông này nha anh em. Đó, phía hông này nha. Giờ tô là theo máy luôn nha anh em. Đó, khá là đẹp luôn nha. Đây. Đó. Máy hoạt động là ok hết nha anh em. Thì con máy này nó cao là 40 xăng nha, 4 tấc nha. Đó, nhỏ gọn nha anh em. Đó. Anh em làm nào mình làm đi quay đồ á, con này thích hợp nha. Nó nhỏ. Còn khoan mà khoan sắt đồ, mà khoan đồ lớn tí không, cái máy này không được nha. Con này mã là mã 13 nha anh em. Mã 13 này em bán với giá là 1,8 triệu nha anh em. 1,8 triệu là bao gồm phí vận chuyển nha, ship code là có cọc nha anh em. Rồi, em lên lại cho anh em mình mã 14 nha. Mã 14 nha anh em. Thì mã 14 này em có test máy cho anh em mình xem hết rồi nha. Mã 14 này thì điện 100V nha. Phay gỗ 12/7. Em lập là chi tiết. Đây, mã 14 một con phay hai tay nha. Mũi 12 ly, em tặng một cái gọt kèm cho anh em mình là xài được mũi 12/7 nha. Có thắng từ luôn nha anh em. Đó. Giờ em test máy lại cho anh em mình xem một lần nữa nha.
hơn 90% luôn nha, tặng kèm gọ nha anh em. Đây, tặng kèm cái gọ cho anh em nè. Mã 14 này là em bán với giá là 2.400.000 nha anh em. Đây 2.400.000, bao gồm phí vận chuyển nha, ship cốt có cọc nha. Rồi em lên tiếp cho anh em mình là mã 15 nha anh em. 15 rồi em lên tiếp cho anh em mình là một con mã 15. Mã 15 này là một con máy mài lưỡi bào nha anh em, của Hitachi nha, mài lưỡi bào lưỡi cưa nha, lưỡi bào một bên, lưỡi cưa một bên nha. Giờ em xin đây dòng máy, phía sau của máy nè anh em đó. Thì em xin đọc thông số nha. Hitachi mã là GK13IE2 nha. Điện là điện 100V nha. Công suất là 170 nha. Dòng tua là 3.000 đến 3.600 dòng trên phút nha anh em. Thì con máy này nó xài xài đá là 125 nha anh em. Đá 125 nha. Cái này dạng mài lưỡi bào lưỡi cưa là dạng nhỏ nha anh em. Đó, lưỡi bào là mình mài được một lưỡi mài lưỡi bào là 170 đổ lại nha. Lưỡi cưa thì được 30. Đá 125, còn bên đây là đá như hợp kim đó anh em. Đó mình mài nha. Đây, bên đây đá hợp kim, còn bên đây là đá mài. Đó. Bên đây mài lưỡi bào, bên đây mài lưỡi cưa nha anh em. Đó. Của Hitachi nha, con này ngoại hình khá là đẹp luôn nha anh em. Thì con này hơn 90% luôn nha. Đây em quay cho anh em mình xem nha. Đá là 125 nha anh em. Thì cái dạng này là mài lưỡi bào, mài lưỡi cưa là dạng nhỏ nha anh em. Lưỡi bào là 170 đổ lại nha, lưỡi cưa là 30 nha. Đó. Thì có nhiều anh em thì em đăng mấy dòng máy lên thì anh em mình cứ thấy thì máy nó lớn thì cứ nghĩ là nó mài được cử lớn á, hoặc là lưỡi cưa lớn thì nó không có mài được nha, tại em có nói rõ nha anh em. Đó. Mài lưỡi bào lưỡi cưa này là dạng mini á, đá có 125 thôi. Đó, em nói chi tiết cho anh em mình dễ ha. Nên là mấy cái dòng này em hỏi rõ lắm nha anh em. Đó, em sợ anh em mình về dùng không có đúng công việc của anh em mình á, nên là em hay hỏi là mình mài lưỡi bào hoặc lưỡi cưa là bao nhiêu, kích thước bao nhiêu, để cho em tư vấn cho anh em mình cho rõ ha. Đó, hỏi gọn nha anh em. Mã 15. Thì mã 15 này em bán với giá là 3.300.000 nha anh em, bao gồm phí vận chuyển nha, ship code là có cọc nha anh em. Mã 15. Em lên tiếp tục mã 16 cho anh em mình nha. Mã 16 là một con máy mài lưỡi bào nha anh em, cũng là mài lưỡi bào mà cái này là của Makita nha. Đây mài lưỡi bào của Makita mã 16 nha. Thì con máy này em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha.
Makita, mã của nó là 9300 nha anh em. Điện là điện 100V nha. Con này công suất là 205W nha. Dòng tua là 3000 đến 3600 dòng trên phút nha anh em. Đó, thì con máy này cũng xài đá là 125 nha anh em. Đá cũng 125 mà đá lưỡi hợp kim cũng là 125 nha. Thì bên đây là mình cũng mài cử bào là mài lưỡi bào là 170 đổ lại nha. Bên đây là 30 nha, mài lưỡi cưa là 30 nha anh em. Cái này là dạng mài lưỡi bào mini nha anh em. Đó, đây là hình của máy nha. Con này là đẹp, nước sơn zin nguyên bản hết nha anh em. Đó, cái này là bữa về là có thùng luôn nha anh em, còn thùng luôn nhưng mà do là nó bị ướt nước mưa á, là em bỏ cái thùng rồi nha anh em. Đó, nước sơn zin nguyên bản luôn nha anh em. Giờ em test máy cho anh em mình xem nha. Êm ru luôn nha anh em, mấy cái dòng mà mài lưỡi bào mà của Makita là nó khá là êm luôn á, hoạt động khá là êm luôn á. Đây, êm ru luôn. Thì con mã 16 này em bán với giá là 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu là bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì máy nó đi kèm là cử cỡ đồ đầy đủ cho anh em mình nè. Đó, đây cử rồi nè, cử mài mình đẩy qua đẩy lại để mình mài lưỡi bào nè anh em. Cử nó bên đây lưỡi cưa nha anh em. Mã 16 là 3,5 triệu nha anh em, bao gồm phí vận chuyển nha. Ship code là có cọc nha anh em. Rồi, em lên tiếp là cũng là một con mài lưỡi bào nữa nha, mã 17 nha anh em. Mã 17. Mã 17. Thì con mài lưỡi bào này mã của nó cũng 9300 nha anh em. Thì hai cái tem này nó cùng một mã nhưng mà nó sẽ cái tem của mỗi cái tem nó sẽ khác nhau nha. Đó, 17 nha, 9300, điện là điện 100V nha. Con này công suất là 230 nha anh em. Dòng tua là 3000 đến 3600 dòng trên phút nha anh em. Máy xài đá là đá 125 nha anh em. Đó, 125. Đó, thì cũng mà bên đây là mài lưỡi bào nè anh em. Đó, bên đây là mài lưỡi cưa nha, bên đây mài lưỡi bào, bên đây mài lưỡi cưa. Thì mài lưỡi bào là lưỡi là xài mài được lưỡi 170 đổ lại nha, mài lưỡi cưa là 30 nha anh em. Con này còn khá là đẹp nha, ốc vít là còn 7 màu luôn nha anh em. Đó, nước sơn zin là nguyên bản nha anh em. Đây nha, đá là đá 125 ha anh em ha. Đó, bây giờ em test máy cho anh em mình xem nha. Máy hoạt động là ok luôn nha anh em. Đó, ngoại hình máy nó còn khá là đẹp luôn ha anh em ha. Đây, vít là còn 7 màu luôn nha anh em. Đó,
Thì em nhắc lại nha, bên đây là mày lưỡi bào là 170 đổ lại nha, bên đây mày lưỡi cưa là 30 nha anh em. Đó. Tại vì mấy cái dòng này em phải hỏi em tư vấn cho rõ nha, em nhắc đi nhắc lại trên nhiều khi trên cái like của em nhắc đi nhắc lại nhiều nha. Đó, em sợ anh em mình về là không đúng công việc, khi anh em mình cần mài lưỡi lớn hơn rồi đó ha. Đó. Thì con máy này mã của nó là mã 17 nha. Mã 17 này là em bán với giá là 3 triệu rưỡi nha anh em, 3 triệu rưỡi là bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Đó. Thì mỗi máy của em là đều nó tuy nó giống nhau nhưng mà cái mã nó sẽ khác nhau nha anh em. Nó mã nó cái tem của nó anh em mình thấy là mã 17 cái tem nó vậy nè. Đó. Cử mày đồ đầy đủ nha. Rồi em lên cho anh em mình một mã cuối, nó là mã 18 nha anh em. Mã 18 là một con cưa gỗ. Đây nha, thì em lên cho anh em mình một con cưa gỗ nha anh em, của Makita nha. Cưa gỗ này xài lưỡi là lưỡi 305 nha anh em, có dòng lưỡi lớn nha, ngoại hình con này khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, nhỏ coi quay đây, em lên cho anh em mình một con cưa chuột nha, cưa chuột Makita lưỡi 305 nha anh em, cưa chuột 1 ti nha. Đó. Rồi. Giờ em giới thiệu thông số máy anh em mình nha. Makita mã là LS1211 nha anh em, điện là điện 100V nha. Công suất 1430W nha, dòng tua là 4000 dòng trên phút nha anh em. Thì con máy này á, nó xoay là nó xoay được hai bên 60 độ nha, và nghiêng được hai bên 45 độ nha anh em. Đây. Lưỡi này là lưỡi zin theo máy nha anh em, lưỡi Makita zin luôn nha. Mà do là hàng bãi á, nó mưa nắng cái lưỡi nó hơi bị bong bong á, nên anh em mình gõ nè nè, Made in Japan nè, chữ Makita nè anh em, lưỡi zin theo máy luôn nha, lưỡi này không có mẻ nha anh em. Đó. Xoay là hai bên 60 độ. Nghiêng hai bên 45 độ, lưỡi zin theo máy nha anh em. Đó. Túi bụi nha. Thì con máy này nó có kẹp gỗ luôn nha anh em. Thì khi anh em mua máy em gửi kèm cái kẹp gỗ cho anh em mình luôn nha. Nước sơn zin nguyên bản hết nha. Lưỡi 305 lưỡi zin luôn nha. Sơn zin nguyên bản hết nha. Thì anh em quan tâm đến con cưa chuột 305 này liên hệ em nha. Em xin cảm ơn em. Đó. Thì anh em nào mà mình cần mã nào á anh em, thì anh em mình cứ inbox em nha. Đó. Mã thì em còn mã nào thì em inbox cho anh em mình nha. Đó. Em gửi chi tiết máy qua cho anh em mình cho dễ nha anh em. Đó. Thì em cũng cảm ơn anh em vừa qua ủng hộ em khá nhiều ha. Thì anh em nào thương em thì xin cho em một lượt like, lượt share ha anh em ha. Đó. Còn em nào cần máy nào thì ủng hộ em xin cảm ơn rất là nhiều nha. Đó, cảm ơn anh em đã thương và ủng hộ ha. Trong thời gian qua cũng khá là nhiều nha. Đó. Thì điện bên em là điện 100V ha, bên em là ship code có cọc ha. Đó. Xin cảm ơn em đã xem clip của em nha. Đó, chúc anh em mình đầu tuần ha, đầu tuần vui vẻ nha, may mắn công việc thuận lợi nha anh em. Đó, hôm nay là ngày 9 tháng 9 2024 nha anh em. Đó, em xin cảm ơn em rất là nhiều.